Tại sân bóng đá Minh Anh, Ủy ban nhân dân xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức tổ chức bế mạc giải bóng đá gây quỹ hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tham gia giải bóng đá xã Suối Nghệ có 4 đội bóng với hơn 50 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng đá phong trào tại địa phương. Các đội bốc thăm thi đấu loại trực tiếp để chọn hai đội thắng vào tranh chung kết. Giải đấu ngoài mục đích tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên gặp gỡ giao lưu, nâng cao tinh thần luyện tập môn bóng đá, còn kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm để gây quỹ hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua giải đấu, ban tổ chức đã quyên góp được gần 48 triệu đồng.